Chào mừng các bạn đến một vlog khác. Và âm thanh hôm nay sẽ nghe hơi khác do mình vừa mới châm được cái mic Rode của Nghĩa ha. Mic Rode Video Mic Go 2 mà hôm trước mình có review rồi. Hôm nay sẽ một clip kiểu như là nhanh và ngắn gọn nhất có thể để giải quyết vấn đề mà mình đang gặp phải ha. Thật ra phải là vấn đề gì cả, như là giải quyết bài toán thôi. Hôm nay mình cần chụp hình sản phẩm các bạn. Đây là Sony A72 mà mình cần phải đăng bán giùm cho bạn mình. Và muốn đăng bán thì tất nhiên phải có hình sản phẩm show ra cho người ta coi. Nhưng mà mình lại không có nhiều thời gian để chụp một sản phẩm tiêu chỉnh chu, nên đây sẽ là nỗ lực nhanh nhất có thể của mình, kết hợp giữa sự nhanh với lại có hình sản phẩm để đăng bán. Có thể cũng không phải là hình hậu kỳ dành cho JPEG thôi, nhưng mà nó cũng phải hợp mắt, hợp lý và kiểu người mua người ta nhìn vô người ta biết sản phẩm có ổn không ha. Ok, thông cảm đi, tại mình đang khá là buồn ngủ quá cho nên vlog này sẽ ngắn và nhanh thôi. Mình cố không để nó quá dài đâu. Thật ra thì chụp hình mấy cái sản phẩm này rất là dễ các bạn. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất mà mình cảm thấy nha, đó chính là về màu sắc. Nói chung là kiểu bạn chụp sản phẩm như quần áo hay là những cái đồ gì đó, cái này chỉ là nhanh thôi nha, tất nhiên nó cần rất nhiều thứ, cần rất nhiều setup đèn đuốc cái kiểu á. Nhưng mà mình đang có một cái keylight tiện dụng để quay video này rồi, thì bây giờ mình cần á là đảm bảo là cái màu sắc ra cân nó phải đúng. Có nghĩa là mình phải chỉnh lại qua balance cho đúng á. Và mình lại rất là lười để chỉnh qua balance cho nên mình sử dụng sự trợ giúp của Raycat. Raycat dùng làm sao? Trong clip này cũng sẽ chỉ cho bạn biết luôn. Đang quay giữa chừng cái shipper. Giờ xuống lấy nước. Dễ chịu quá. Ok, quay lại chủ đề chính nè. Tại vì thường á, đôi khi mình quay phim á, mình sẽ set cái white balance cố định, K cố định đúng không? Thì đôi khi nó, cái auto white balance của Sony á, thực sự không có ngon cho lắm. Nhất là trong những điều kiện ánh sáng phức tạp á, nó khó mà tin cậy được. Không phải đơn giản là việc mà để auto hết mọi thứ lo được đâu ha. Nhìn mình trong này nó khá là cam và sai màu thì phải. Sao nó zoom dữ vậy? Hơi bị sai màu. Ok, cách để sử dụng Raycat rất là đơn giản. Mình chỉ cần vào cái setting của White Balance bên đây ha, mình đang để sẵn bên ngoài. Xong rồi kéo xuống cái phần custom cuối cùng. Nó có cái chỗ chữ set nè. Trên những dòng máy mới hơn thì chỉ việc chọn cái custom White Balance 1 á là bạn đã bắt đầu có thể nhấn chọn được rồi. Sau đó mình sẽ sử dụng cái Raycat của mình. Cái này có nhiều cái ha, trắng, đen và xám. Thì mình sẽ chọn cái xám nha. Cụ thể là 17% xám hoặc là 27% xám gì đó mình quên mất rồi. Mình đưa lên camera. Cái phần set của nó đó, nó sẽ ở, click vào, rồi có một cái chấm tròn ở giữa, click. Nó sẽ chụp một tấm hình và suggest cho mình là biết là cái white balance phù hợp cho cái cảnh này là gì. Và mình lưu vào cái custom 1 của mình. Đơn giản như vậy thôi. Tại vì đôi khi bạn chụp hình sản phẩm á, thì phải đảm bảo màu sắc nó phải chuẩn nhất. Thì dùng white balance để cân bằng ánh sáng, màu sắc. Màu sáng, màu sắc chứ không phải ánh sáng, mình nhầm. Lên nhiệt độ màu cho nó đúng á. Thì mình sử dụng Raycat. Tất cả các máy ảnh chuyên nghiệp nào đều có thể làm được cái này. Cho nên là tiếp tục thôi. Giờ chụp nè. Hiện tại thì K đang được set đánh giá ở không gian khu vực này là K3001. Tại vì cái bức tường ra phía từ không gian phòng của mình á là nó có một cái lớp kính xanh dương á, thành ra nó bị ám xanh dương không gian phòng khá là nhiều. Thành ra khi mình nhìn xuống đây phải là K3001 á thì sẽ quay lại cái màu bình thường. Sony A7C2. Rồi giờ chỉ việc chọn thông số phù hợp lấy nét. Chụp. À quên, chưa gắn thẻ nhớ. Tuyệt vời. Thank you.
đừng buồn ngủ lắm rồi mày, nhưng mà ráng cho xong đi, sắp được ngủ rồi. Và tiện thể các bạn nào đang quan tâm con máy này thì mình có bán luôn nha, giá là sẽ tầm 11 triệu ạ. Hôm trước mình thấy một cái bài trên group trên Facebook thì phải, bảo là wireless không cần quan tâm ha, cứ để auto wireless xong về chỉnh lại hậu kỳ cái kiểu. Có thể chụp hình có thể không quan trọng lắm nha, nhưng mà chụp RAW thì không quan trọng lắm, nhưng mà chụp như một quay phim á, bắt buộc quay nhiều máy phải set cái wireless cố định, không là về hậu kỳ sẽ nắm mạng sưng mắt luôn á. Còn về chống chụp hình á thì mình thấy là wireless cũng thực sự quan trọng các bạn. Khi bạn kiểm soát tốt về không gian cái kiểu đừng để phụ thuộc vào những cái auto của máy á, thì bạn sẽ capture được cái không gian của nội dung của không gian nó tốt hơn. Tại đôi khi nha, bạn bước vào không gian sảnh nó đang có một cái tông màu ám vàng rất là nhẹ nhàng, rất là ấm cúng đúng không? Xong cái wavelength nó lại chỉnh tất cả ra màu trắng. Xong lúc mà bạn hậu kỳ raw, các bạn không nhớ được là cái wavelength gốc của môi trường là bao nhiêu, mà chỉnh màu nó bị sai đi, và khi đưa cho khách hàng không ưng gì đó. Họ đang muốn cái capture được cái không gian, cái cảm giác mà một vàng ngã vàng sang trọng hoặc là ngã vàng ấm cúng như vậy đó, bạn cứ đẩy hết về trắng là đã sai quy tắc rồi. Đây nè, đây là một số tấm hình mình vừa chụp khi nãy ha, cũng với thông số giống vậy thôi. Rồi chụp con là Sony, chỉ đơn giản vậy thôi, chỉ là ánh sáng với lại còn muốn màu sắc nó đúng á thì phải chỉnh wireless đúng từ đầu. Mà muốn wireless đúng từ đầu á, hoặc á là bạn set ca bằng mắt, tại vì cái màn hình của A73 nổi tiếng là màn hình không có chuẩn màu và chính xác cả lắm, cho nên mình phụ thuộc và tin tưởng nhiều hơn vào ray card. Mình sẽ có thời gian để nói hơn nhiều hơn vào ray card và use case của nó, chứ không chỉ đơn giản có như này thôi. Mà trước mắt gần nhất, dễ nhất, dễ hiểu nhất là sử dụng như thế này. Cảm ơn các bạn đã xem clip này nha.